Chào mừng các bạn đã đến với Trung tâm Ngoại ngữ Max Learn. Trong bài học đầu tiên ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi khái quát những nội dung cơ bản trong phần thi IELTS Speaking. Trong phần thi IELTS Speaking thì chúng ta sẽ mất khoảng thời gian từ 10 cho đến 15 phút và bao gồm có 3 phần thi. Và tất cả các phần thi của chúng ta thì đều được giám khảo ghi âm lại. Trong phần số 1, khi mà chúng ta đi vào thì giám khảo sẽ hỏi chúng ta một số những câu hỏi chung chung liên quan tới bản thân cũng như là một số những chủ đề khá là phổ biến. Ví dụ như là chủ đề về nhà cửa, gia đình, công việc hoặc là tất cả những thứ xung quanh bạn. Và phần thi này có thể sẽ kéo dài từ 4 đến 5 phút và họ sẽ hỏi chúng ta khoảng tầm 3 cho đến 4 chủ đề nhỏ. Và trong mỗi chủ đề nhỏ thì sẽ gồm khoảng tầm từ 3 đến 4 chủ đề lớn, 3 đến 4 câu hỏi. Vậy thì vị chi trong cái phần này chúng ta sẽ phải trả lời khoảng tầm 10 câu hỏi nhỏ. Vậy thì nhìn sang bên phải chúng ta có thể thấy được đây là một số những cái câu hỏi mà chúng ta có thể sẽ bị hỏi ở trong cái phần Speaking Part 1. Đây là chủ đề về home hoặc là accommodation, nơi ở. Thì đây là một số những câu hỏi mà người ta có thể hỏi trong cái chủ đề này. Hoặc là một số những câu hỏi trong chủ đề về hometown. Đó. Thì đây là hai cái ví dụ trong cái phần Speaking Part 1 mà chúng ta sẽ được giám khảo hỏi. Sau khi kết thúc phần Part 1, chúng ta sẽ chuyển sang phần Part 2 và đây là phần quan trọng nhất. Khi mà chúng ta nói xong cái phần này thì gần như là chúng ta đã áng chừng được cái điểm của chúng ta và thường là chúng ta đã có điểm rồi. Phần thi này thì giám khảo sẽ đưa cho chúng ta một cái mảnh giấy mà trong đó có chứa cái chủ đề mà chúng ta cần phải nói. Mình sẽ được 1 phút để suy nghĩ và được trình và sau 1 phút suy nghĩ đó chúng ta sẽ có tối đa là 2 phút để trình bày cái chủ đề đó. Và cái phần 2 này người ta sẽ yêu cầu chúng ta là miêu tả một thứ gì đó hoặc là một sự kiện, một dịp gì đó. Nói chung sẽ là đề miêu tả. Và nhìn sang phần bên phải chúng ta thấy là đây là một cái đề ví dụ. Hãy miêu tả một ngôn ngữ mà bạn muốn học ngoại trừ tiếng Anh ra. Và người ta sẽ cung cấp cho chúng ta một vài những cái dữ kiện, một vài những cái câu gợi ý để chúng ta có thể bám sát vào cái sườn này để chúng ta trình bày. Tuy nhiên đây chỉ là những câu gợi ý thôi, chúng ta hoàn toàn có thể không cần bám, không cần đi theo một cái sườn này. Chúng ta có thể trả lời bất cứ cái ý nào chúng ta thích, miễn là chúng ta trả lời vào đúng cái câu mà người ta đang hỏi, đó là miêu tả một ngôn ngữ mà chúng ta muốn học và không phải là tiếng Anh. Vậy thì sau khi kết thúc phần số 2 thì chúng ta sẽ chuyển sang phần số 3, đó là phần tranh luận. Trong phần này thì giám khảo sẽ hỏi chúng ta những câu hỏi liên quan tới chủ đề mà chúng ta đã được bốc phải trong phần số 2. Ví dụ như trong bài số 2 vừa rồi chúng ta bốc phải cái chủ đề về ngôn ngữ, thì trong phần số 3 này người ta sẽ hỏi chúng ta những câu hỏi liên quan tới ngôn ngữ. Phần thi này cũng kéo dài từ 4 đến 5 phút. Và trong cái phần thi này thì chúng ta chú ý đó là người ta sẽ hỏi chúng ta những câu hỏi mang tính chất tranh luận, tức là đòi hỏi chúng ta sẽ phải trình bày những cái quan điểm của mình về một cái vấn đề nào đó hơn là trình bày về những cái thông tin liên quan tới cá nhân. Vậy thì ví dụ, vừa rồi chúng ta, phần 2 chúng ta được bốc vào cái đề đó là hãy trình bày, hãy miêu tả một cái môn học mà chúng ta muốn học trong tương lai mà không phải là tiếng Anh. Thì ở trong phần số 3 này, người ta sẽ hỏi chúng ta một vài những cái câu mà liên quan. Ví dụ như là, theo bạn thì học một ngôn ngữ thì có những cái khó khăn gì? Đó. Và bạn có thể làm gì để học được một ngôn ngữ hoặc là một số những câu như vậy. Thì đây là ba cái phần mà chúng ta sẽ phải làm trong phần speaking. Vậy thì tiêu chí để đánh giá phần speaking là gì? Có 4 tiêu chí mà chấm riêng rẽ với nhau. Đầu tiên đó là fluency and coherence, sự trôi chảy và tính mạch lạc. Tiêu chí số 2 đó là khả năng sử dụng từ ngữ hay được gọi là lexical resource. Tiêu chí số 3 đó là grammar range and accuracy, độ chính xác về ngữ pháp. Và cuối cùng đó là phần pronunciation, phát âm. Vậy thì 4 tiêu chí này sẽ được chấm riêng biệt và sau đó thì người ta sẽ cộng lại và chia cho 4. Về phần fluency và coherence, tức là tính
sự trôi chảy cũng như là tính liên kết. Về phần sự trôi chảy thì người ta sẽ đánh giá chúng ta qua cái độ dài của câu trả lời, tốc độ nói cũng như là sự ngừng nghỉ hợp lý. Về phần sự liên kết thì ở đây người ta sẽ yêu cầu chúng ta đó là phải trả lời vào câu hỏi một cách trực tiếp, biết mở rộng câu trả lời cũng như là biết sử dụng các cái thì cũng như là những từ nối để chúng ta kết nối giữa các câu cũng như là các cái từ với nhau. Tiêu chí số 2 đó là về phần pronunciation, phần phát âm. Về phần này thì người ta sẽ đánh giá chúng ta về những cái cách mà chúng ta phát âm có đúng từ hay không, có đúng trọng âm hay không, có biết nhấn nhá hay không, hoặc là chúng ta có biết lên giọng hoặc là xuống giọng tùy theo cảm xúc hay không. Phần số 3 đó là phần lexical resource, tức là phần về việc đa dạng về việc từ vựng. Vậy thì trong cái tiêu chí này người ta sẽ yêu cầu chúng ta đó là sử dụng đa dạng các cái từ vựng thuộc cùng một trường nghĩa, cũng như là sử dụng nhiều những cái từ ngữ mang tính học thuật và những cái từ thành ngữ hơn. Đồng thời phải sử dụng chính xác các cái từ ngữ cũng như là biết cách sử dụng đa dạng các loại từ, các dạng từ cũng như là kết hợp các cái từ khó với nhau. Và cái tiêu chí số cuối cùng đó là sự đa dạng cũng như là tính chính xác về mặt ngữ pháp. Người ta sẽ yêu cầu chúng ta đó là sử dụng đúng các cái thì cũng như là các cấu trúc và sử dụng đa dạng các cấu trúc, tránh lặp lại cấu trúc. Vậy thì đây là bốn cái tiêu chí để giám khảo sẽ đánh giá cái phần speaking của chúng ta. Và bốn tiêu chí này sẽ đánh giá riêng biệt và sau đó thì người ta sẽ cộng điểm của bốn tiêu chí này và chia trung bình ra thì sẽ ra điểm speaking của chúng ta. Vậy thì bài ngày hôm nay chúng ta đã khái quát những cái thông tin nổi bật để chúng ta trước khi vào học phần speaking, đó là gồm những cái tiêu chí để đánh giá cũng như là ba cái phần chính khi mà chúng ta đi tham gia vào phần speaking. Và trong các cái bài giảng tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào từng cái chủ đề nổi bật, những chủ đề mà chúng ta hay gặp nhất trong bài speaking. Bài ngày hôm nay xin tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.